Hoàng gia tiếng nói người Việt Nam, tương lai của đất nước Việt Nam phụ thuộc vào thế hệ của những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, tiếp tục hòa mình vào sự thay đổi từng ngày của đất nước, nhà nước cố gắng và làm ra đất nước Việt Nam của chúng ta. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên cùng thưởng thức bài hát Sinh tươi Việt Nam, nhà vào lời Nguyễn Hồng Phận thay cho những lời chúng tôi muốn nói rằng. Từ đang quay cái động tay nhỉ? Anh nhìn thấy rồi, quay thì anh không xem. Chỉ cho tôi nhé. Nhất là chỗ nước là cái nó phải bắt ra. Chúng ta những sinh viên trường đại học công nghệ, những con người
đâu, music đâu. Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của cán bộ và sinh viên khoa điện tử Việt Thông đến đây xin được kết thúc. Kính chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Không có bài xin đi à?